Xin chào mọi người, thôi hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái mẫu side handle nha, cũng vừa sản 2024 mới luôn. Thì đây là một cái phiên bản dùng đầu ốc 1438 nha, 2 in 1 nha. Đó là phiên bản mới nhất, đặc biệt là cái này. Bạn có thể luôn chuyển như hai đầu ốc 1438 tự động nó sẽ điều chỉnh. Đó thì đợt trước mình có giới thiệu tay side handle rồi. NATO nè. Đó bây giờ qua ốc 14 và 38 nha, tiện hơn. Hồi xưa là bạn mua side handle á, ốc 14, ốc 38 là 38 nhưng không có dùng chung được, nhưng bây giờ đã có dùng chung được rồi nè. Không phải không, nó thuộc ra thuộc xuống nè đó, thì cái khung của bạn đúng không, đa số ốc 38 sẽ nằm trên đây đó, 14 nằm bên đây hoặc là 38 sẽ nằm bên đây đó, những cái vị trí bạn chỉ cần đưa cái này vào, bạn vặn là đầu ốc nó tự nó thuộc vào đó, nó rất là tiện, là mua một mà dùng được nhiều thiết bị nha. Đó, đánh giá rất cao con này mà giá lại mềm hơn đó, tầm 1 triệu mấy, con này 1650 trên nhau mấy trăm á đó. Đó thì nhu cầu các bạn thích cái mẫu nào hơn thôi, tại vì hai con gần như là như nhau thôi, nó khác nhau cái ngàm thôi. Rồi mình sẽ gắn thử nha. Rồi cách gắn cũng rất đơn giản luôn, các bạn chỉ cần vặn hai cái ốc mà 14 nè, nó vặn vào cái thanh này thôi đó. Cái này bạn xả ốc ra để bạn dịch chuyển lên xuống, nó sẽ lên xuống cái chiều cao này cho bạn cầm ngón tay nó thoải mái nhất nha. Rồi đã khi mình gấp xong nha, nó sẽ như vậy, phun kim loại luôn. Rồi chỗ này làm grip silicone cầm êm thoải mái, cứng cáp chắc chắn, cao su nè, ốc 14 nè, dưới này có cái tool luôn, đầy đủ, nói chung là đầy đủ hết, là những cái chuẩn thông thường. Các bạn có thể gắn thêm phụ kiện tùy chiều, nói chung là hai chiều bạn muốn gắn chiều nào cũng được, tại vì cái form cầm nó là như nhau nha, tùy bạn muốn quay đi, quay cái cổng ra phía nào hơn tùy bạn. Rồi mình sẽ gắn thử nha. Rồi ví dụ đây là ốc, ok sorry các bạn, này hơi bị đụng vô cái máy quay. Rồi ốc 14 nè đúng không, mình đưa vào ok rồi chắc chắn. Rồi, bạn cầm bạn quay những cái góc này, handheld rồi chụp đồ này đó, đó xoay nó chắc, tại vì nó có hai cái đầu ốc có nhỏ nhô ra, muốn vặn ra bạn cũng vậy luôn đó, nó có hai cái đầu này nó giữ lại nè đó, để nó không có bị lệch qua lệch lại. Rồi mình sẽ gắn lại nha. Đó 14 nè, tự động nó thụt vào, bạn cứ để thẳng vào đúng vị trí nha, dùng mấy con này bạn nhớ canh vào đúng cái tâm nha. Đây mình gắn thử, hình như xoay lộn hướng à, xoay này là hướng vào, mình xoay lại xoay ra. Rồi ok chắc chắn, và lưu ý luôn những tay side handle á, luôn luôn cầm hai tay như vậy nha để quay, còn nếu không dùng nữa thì bạn nên cầm như vậy đó, đừng có cầm một như vậy rất là nặng, nó sẽ chịu lực vào cái này và nhiều khi bạn sơ suất các bạn quên bạn chặt nó bị rớt đó, thực tế mình chia sẻ thôi đó, không nên tin tưởng vào side handle nhiều quá. Nói chung cầm nhất ăn nhất không dùng nữa thì như vậy, hoặc là cầm vậy đó, rảnh tay thì bạn cầm vậy, đừng có cầm như vậy, nó nặng hết cái lực. Nói chung là mình dùng mình phải bảo vệ cho chính bản thân mình thôi. Còn hãng nó thiết kế là full kim loại, là gãy thì không có gãy rồi, nhưng mà nhiều khi mình quên vặn thì nó rớt. Rồi bên này cũng vậy luôn, muốn gắn hành kiểu tốt thì về đây cũng vậy luôn, để nó cái chuẩn chung rồi, ốc 38 nè. Ok đó, tiện không, những cú quay máy như vậy đó rất là tiện luôn. 38 nè, 14 không xài nữa thì bạn cứ xoay ra thôi, thì cơ chế nó vậy nè. À, rất là hay nha, điểm 10 cho thiết kế cái này luôn, 438 cực kỳ tiện, giá mềm đó. Thì nói chung những cái tính năng đó mình demo hết các bạn đó, cách gắn rồi cách dùng thì cứ gắn qua là dùng thôi. Lưu ý là nên để đúng cái khớp nha, đúng cái chiều của nó, đưa vào đúng cái chiều, thẳng là thẳng như vậy luôn, xoay vào đó, nó sẽ vô cái ren của nó là tự động nó, nếu mình xoay ngược xoay lên đúng không? Mình hay bị lộn cái chiều này. Nào xoay vô đó. Đây, cái này là xoay vô nha. Xoay hướng này xuống là vô. Còn cái xoay này xoay ngược này xoay ra nha. Sau đây mình hay bị lộn cái chiều xoay. Thì nói chung bạn cứ quán tính là bạn cứ xoay xoay xoay, nếu mà nó vô được cứ xoay. Đó, xoay chắc là đứng im thôi, đó. Ok. Rồi, một cái lưu ý nha. Rồi, mở ra cũng vậy luôn. Xoay ngược lại. Và nên cầm không dùng thì nên cầm bên đây đó, tránh cầm bên này, nó sẽ nặng hết, nó tùy hết vào cái tay cái chịu lực, cái này nó cũng không có được tốt mấy đó. Mình chia sẻ thực tế thôi nha, để bảo an toàn thôi. Rồi cảm ơn rất nhiều, cần liên hệ mình nha, hai mẫu luôn đó, 1438 và ngàm kẹp NATO. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, thank you mọi người.